Vâng, em Toàn xin chào cả nhà nhé. Vừa qua thì có rất là nhiều anh chị em hỏi em Toàn là cây kỳ Hải Nam này nó có sâu bệnh gì không? Thì em Toàn trả lời là có nha cả nhà nha. Ngay những cái đầu thời điểm vào đầu mùa mưa, rất là nhiều các cái loại côn trùng sâu bệnh hại mà nó tàn phá cái cây kỳ Hải Nam, cây nó yếu, suy yếu và có thể chết cây. Thì hôm nay em Toàn sẽ chia sẻ cho cả nhà những loại thuốc bên em Toàn sử dụng để mà phòng ngừa sâu bệnh. Và đây là một cây kỳ Hải Nam cả nhà này. Hiện tại của nó thì đang bị sâu ăn lá. Cả nhà nhìn mình quan sát ha, quan sát cái ngọn lá thì nó dạng quanh quanh như thế này. Ngọn của nó đây, lá bị quanh quanh và có dấu vết bị sâu ăn này. Đó, nó lỗ lỗ chỗ như thế này. Thì những cái cây mà kỳ Hải Nam mình, những cái lá nọ đọt non này nó đang lên xanh và cái lực khỏe mà bị các cái cây con sâu ăn lá này, côn trùng nó chích hút mặt dưới của lá thì nó sẽ suy yếu cái cây đi và nó sẽ chậm phát triển nha cả nhà, cây nó sẽ chậm lớn bởi vì nó lá nó chồi non của nó không có vươn lên được này, nó ăn hết chồi rồi, cây sẽ kém phát triển. Mình sẽ sử dụng các loại thuốc sau đây ha. Đây là hai loại mà thuốc trừ sâu và thuốc trị nấm em Toàn sử dụng để xịt phòng bệnh cho cây kỳ Hải Nam cả nhà nha. Đây bên này là thuốc trừ sâu em Toàn sử dụng là Bestkill của công ty Kinh Bắc sản xuất. Đó là dòng này mùi rất không có hôi nha cả nhà, trị được rất nhiều các loại côn trùng. Và dòng bên này là Hesa Nhật, trị nấm khuẩn cực kỳ tốt luôn. Em Toàn đã sử dụng rất là nhiều các loại thuốc bảo vệ thực vật rồi để áp dụng cho cây kỳ Nam mà thấy hai dòng này đó là hiệu quả nhất thì em Toàn chia sẻ đến cho cả nhà. Hai loại thuốc này mình có thể pha chung vào với nhau để mình xịt một lần thì chúng ta phòng được cả sâu, côn trùng và nấm khuẩn cả nhà nha. Cả nhà lưu ý là khi mình xịt phòng côn trùng và nấm khuẩn thì ta chú ý là mình xịt lúc cái cây á là nó mới chớm bị các loại sâu bệnh nó tấn công thôi. Đó, nó mới chớm bị ngay trên những cái ngọn này, lá đang ăn thì chúng ta nên sử dụng thuốc, chúng ta xịt luôn để chúng ta phòng ngay từ sớm. Chớ để mà nó ăn lâu quá rồi ấy, nó ăn nhiều rồi thì cây nó sẽ bị suy yếu nha cả nhà. Sâu bệnh đi trước thì nấm khuẩn theo sau. Cho nên cả nhà chúng ta xịt phòng sâu bệnh thì chúng ta đồng nghĩa với việc là có thể phòng được nấm khuẩn luôn. Em Toàn cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nhé. Chúc cả nhà sẽ có một vườn kỳ đẹp như ý.